Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Nữ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. 8 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện Tiên Lữ đạt trên 5.100 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ và đạt 56% kế hoạch. Thu ngân sách được 460 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Dịch COVID-19 được khoanh vùng, ngăn chặn hiệu quả, giảm bớt ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hợp tác xã kiểu mới kết nối đã tiêu thụ nông sản thuận lợi cho nông dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung 4 mục tiêu lớn: quy hoạch, xây dựng 4 cụm công nghiệp, khai thác vận tải đường thủy, đầu tư phát triển kết nối phát triển du lịch với nhiều khu di tích lịch sử quốc gia và làng nghề, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với thực hiện đề án xử lý rác thải tập trung. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao một số kết quả mà huyện Tiên Lữ đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021, cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh, tuy huyện đã rất nỗ lực, song vẫn còn hạn chế so với tiềm năng và vị trí địa lý như quy mô nền kinh tế nhỏ, phát triển chưa bền vững, thu ngân sách từ đất chiếm tỷ trọng lớn, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 55 triệu đồng một người một năm. Chưa nhân rộng được các mô hình hay, cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp còn hạn chế. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa lưu ý, thời gian tới, huyện cần ưu tiên quan tâm đến phát triển nông nghiệp, chú trọng hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất quy mô lớn, xây dựng chuỗi sản phẩm, giá trị riêng, sản phẩm an toàn, khuyến khích thành lập các hợp tác xã kiểu mới, liên kết tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm cho nông dân. Chúng ta đã có sự chuyển dịch khá là rõ nét, thế nhưng mà nó vẫn còn chậm, và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các đồng chí thấy là chúng ta luôn tiên phong, chúng ta luôn đi đầu, có cách làm hay, có các mô hình hiệu quả ở trong các cái phân ngành trong lĩnh vực nông nghiệp. Thế tuy nhiên là đưa cái mô hình hay, cách làm có hiệu quả như vậy, nó trở thành những cái động lực mang tính chất lan tỏa trong cái quá trình chuyển đổi nông nghiệp, cơ cấu lại nông nghiệp ý. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta chưa làm tốt trong cái thời gian vừa qua để tạo ra cái xung lực lôi kéo chung cho cả cái khu vực nông nghiệp của chúng ta đi lên, cải thiện cái giá trị gia tăng trên một hecta. Huyện cần tập trung xây dựng hạ tầng công nghiệp, chuẩn bị các điều kiện để tận dụng thời cơ khi tỉnh triển khai thi công nút giao đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ xã Tân Phúc chạy qua các huyện khu Nam của tỉnh, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp cũng như các dự án công nghệ cao, thu hút nhiều lao động và tạo nguồn thu cho địa phương. Khu tập trung dân cư thì chúng ta mới có chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng là công nghiệp và dịch vụ mà không gắn với cái việc mà phát triển công nghiệp theo hướng tập trung hình thành các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp và không phát triển dịch vụ mà không gắn với cả cái sự đô thị hóa, thì chúng ta mãi mãi chỉ là những cái buôn bán nhỏ lẻ, không tạo ra những cái giá trị đáng kể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Thì đây là cái điểm mà các đồng chí cũng cần phải quan tâm trong cái quá trình mà chúng ta định hình ra cái phát triển dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Chỉ có phát triển các cái khu đô thị, các khu tập trung dân cư thì chúng ta mới có các cái điều kiện để mà đẩy mạnh phát triển những các dịch vụ có chất lượng, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao khi mà chúng ta tổ chức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục huy động các nguồn lực gắn với việc làm tốt công tác quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất có tầm nhìn đến năm 2030 để phát triển huyện, làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác cát, cấp ủy các cấp sớm cụ thể hóa nghị quyết lần thứ 26 Đảng bộ huyện, triển khai 8 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 10 chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng và nhân dân, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.